Thơm quá, còn ngon nữa. Ngon quá. Thôi mình ăn bim bim thôi. Bim 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 à, bim bim của cháu mà. Một giây trước của cháu, một giây sau là của chú, hiểu chưa? Nhưng mà chú phải trả cho cháu. Trả cái này nè. Trả. Đi chỗ khác đi, chú dạ. Các bạn ơi, mình có cây kẹo hamburger siêu ngon nè các bạn. Thơm quá, mình phải ra tận đây để mình trốn các em mình đó các bạn. Không các em mình thấy kẹo dẻo hamburger là xin anh hết cho coi. Thơm quá. Hả? Anh là trốn ra tận đây rồi mà, em còn tìm ra anh là sao? Dạ. Anh cho em một miếng được không? Không, anh không cho ai hết đâu. Hả? Em đi cho em một miếng đi. Cho em một miếng đi. Em đi cho em một miếng đi. Cho em một miếng đi. Em đi cho em một miếng đi. Không, anh không cho ai đó. Đi đi. Hả? Em không cần. Ý về nhà xin tiền của mẹ đi mua kẹo. Dạ. Hả? Anh không cần đâu. Kẹo này ngon thật lắm. Còn thơm nữa. Ngon quá. Oh no. Ê, con nhóc con kìa. Kẹo ngon thật đấy. Còn thơm nữa. Kẹo ngon quá. Ngon quá. Thôi mình ăn bim bim thôi. Bim bim bị khoai tây tự nhiên luôn. À, bim bim của cháu mà. Một giây trước là của cháu, một giây sau là của chị, hiểu chưa? Nhưng mà bim bim của cháu trả đây. Cái này đau lắm anh. Đi chỗ khác chơi đi để dạ. Chú ăn bim bim. Các bạn ơi, mình mua bim bim nè, kẹo dẻo nè. Yeah. Các bạn ơi, ăn viên ích kỷ lắm nên mình xin tiền mẹ mua bim bim nè, kẹo dẻo nè. Ý, ngồi xuống đây ăn đi. Dạ. Thơm ngon quá. Lula ơi, anh bị chú kia chấn lột hết bim bim rồi. Lúc nãy anh Vinh cho em ăn kẹo dẻo và bim bim thì anh Vinh đâu có bị chấn lột đâu. Anh Vinh nữa có khóc như trẻ con nữa. Tại tính tham ăn của anh mới bị như vậy, anh biết lỗi rồi. Thôi, em cho anh Vinh bim bim ăn đấy. Anh bóc ra ăn đi. Anh cảm ơn em đúng là cậu bé tốt bụng. Dạ. Wow. Thơm quá. Bim bim này ngon quá. Ngon quá. Ngon hả? Ngon không ý? Ngon. Ngon quá. Ngon. Ngon quá. Ngon quá. Em ý anh nè.